Mỗi loại kem dưỡng da thường có một tác dụng riêng biệt, nó phù hợp với từng loại da. Nên khi lựa chọn mua kem dưỡng da thì bạn nên tìm hiểu da của mình thuộc loại da nào, rồi sau đó tìm hiểu loại kem dưỡng da đó có tác dụng gì nổi bật mà bạn đang mong muốn hay không nữa. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời của kem dưỡng da 4K Plus đỉnh đám nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của dòng kem dưỡng da Fay4K Plus thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Kem 4K Plus có 3 công dụng tuyệt vời mà chị em phải sử dụng ngay. Đầu tiên, sản phẩm là kem dưỡng trắng da hiệu quả nhất trong vòng 1 tuần. Đối với các chị em thì mặt trắng mịn là điều mà ai cũng khao khát muốn có. Qua nhiều năm xài đủ loại mỹ phẩm mà vẫn chưa có được làn da trắng mịn thì giờ là lúc chị nên thử qua loại kem này đang rất nổi tiếng trên thị trường. Ngoài ra kem 4K Plus còn có công dụng là làm xe khít lỗ chân lông và đẩy mụn ẩn ra ngoài. Vì mụn là điều lo lắng nhất của chị em làm cho da mặt trở nên xấu xí và mất tự tin trước mọi người. Vì vậy nhiều người da mụn và nám nhẹ, sau khi xài đã rất vui mừng vì tìm thấy một loại kem vừa trắng da vừa làm hết mụn và mờ nám nữa. Đã có rất nhiều người dùng đẹp lắm rồi. Nói thì có thể hơi quá, nhưng chắc chắn là chị em được giới thiệu là kem này xài lên da đẹp lắm nên mới lên mạng tìm hiểu thử phải không? Thế mới biết là kem này nó hiệu quả đến thế nào. Hơn ai hết thì người giàu họ sợ hư da mặt, mà họ vẫn xài thì biết kem này nó tốt cỡ nào rồi đấy. em ngạc nhiên không phải vì kem này bán chạy, mà ngạc nhiên vì khách mua xài chưa được một tuần đã lại mua tiếp, nhiều lắm. Em tò mò hỏi sao chị xài nhanh thế? Thì khách nói là xài đẹp nên bạn hỏi mua dùm. Rồi có chị thì mua về cho người nhà, có chị thì người ta hỏi nhiều quá lại mua xỉ về bán lại. Vậy thì sau bao lâu sẽ có kết quả? Theo cam kết từ công ty sản xuất, họ in cả trên hộp kem là bạn sẽ thấy được kết quả chỉ sau một tuần. Cũng có chị cảm thấy hài lòng chỉ sau một đêm, vì tối bôi lên mặt xong sáng dậy thấy da mịn hơn hẳn. Hiệu quả kem 4K Plus được nhiều người công nhận là rất tốt đó là những gì khách nói, chứ em cũng không bịa chuyện ra. Vì em bán hàng cũng nói thật cho khách mua, chứ không cố gắng bán cho bằng được để, rồi khách xài không hiệu quả lại quay lại chửi mắng em nữa. kem 4k plus hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, em Họ ngạc tư vấn nhiên không phải cho bạn vì kem này bán chạy có dùng được Mà không, nhiên thì không phải bán xài thì tiền được một tuần đã lại hơn mua tiếp, nhiều Mên lắm shop mình cũng có bán, bán kem hỏi sao chị xài hàng chính hãng thì khách nói, nói mình phải đẹp kiểm tra hỏi khi dụng, để đảm bảo bạn có chị bị mua về mua phải hàng giả, có chị thì người ta hỏi nhiều quá lại bên dưới bán lại được nhân viên tư vấn thì sau bao lâu sẽ có kết quả theo cam kết từ công ty sản xuất, họ in cả trên hộp kem là bạn sẽ thấy được kết quả chỉ sau một tuần. Cũng có chị cảm thấy hài lòng chỉ sau một đêm, vì tối bôi lên mặt xong sáng dậy thấy da mịn hơn hẳn. Hiệu quả kem 4K Plus được nhiều người công nhận là rất tốt. Đó là những gì khách nói, chứ em cũng không bịa chuyện ra. Vì em bán hàng cũng nói thật cho khách mua, chứ không cố gắng bán cho bằng được để, rồi khách xài không hiệu quả lại quay lại chửi mắng em nữa. Kem 4K Plus hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là, bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem 4K Plus hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.